Ai xin chào mọi người, là Hùng đây. Lâu quá không lên video cho mọi người xem. Nay rảnh rỗi có đàn Kogi á mọi người. Em lên cho mọi người xem nhé. Đây. Có vài bé Kogi cực kỳ đẹp luôn. Ba mẹ nào mà muốn tìm Kogi cho con á thì cứ liên hệ em nhé. Em để số ở dưới màn hình á. Đây, bé thứ nhất nhá, bé này dưới tính đực này. Mọi người mà muốn mua bé nào thì cứ bảo là bé số mấy nhé. Em sẽ báo từng số một con, từng con một. Đấy, bé số 1 này. Đấy, để đây nhá. Bé số 2 này, dưới tính đực này. Đấy, bé này cũng cực đẹp luôn. Bé thứ 3. Đấy, đực luôn. Đực luôn nhá. Đấy, ba mẹ nào mà thích bé nào cứ gọi và nhắn số cho em. Bé thứ 4 này. Bé thứ 4 giới tính cái, giới tính đực. Đó, em sẽ đưa lên hết cho mọi người nhá. Bé thứ 5. Cái này. Đó. Ai thích bé nào cứ gọi và báo số cho em. Em check lại xem còn không. Em sẽ chốt cho mọi người nhá. Bé này đực này, bé thứ 6. Bé thứ 6 này. Nha. Bé thứ 7. Bé thứ 7 đực luôn. Đực rất nhiều. Đấy, ai thích đực thì có cả đàn luôn. Bé thứ 8 này. Bé này cái nha mọi người nha. Bé cái này. Cực kỳ đẹp. Mặt sáng tươi luôn. Bé thứ 9 này. Đó. Bé cái, bé đực luôn, bé 9 bé đực nhá. Đó. Đây, rất nhiều bé đẹp luôn mọi người. Mọi người thích dòng nào, thích bé nào cứ để lại comment nhé. Hoặc là mọi người có thể liên lạc trực tiếp vào cái số em để ở dưới á, thì cứ gọi trực tiếp đấy. Em biết em sẽ chốt cho mọi người nhé. Em ship toàn bộ, toàn tỉnh thành, toàn quốc luôn. Đấy, ba mẹ ở đâu em cũng ship được ấy. Cho nên là ba mẹ cứ yên tâm nhá. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.